cả rồi. Người đâu cũng là người. Đây đây đây, đây. Gành đá đĩa. Đây là gành người. Mày, bé rồi, chỉ cút xôi xéo thôi. Trường ấy vừa sóng rồi đánh đến chạm bông rồi. Ui giời. Nhóm mình chụp luôn đi. Chị Bơm ơi, chụp lên lên lên, sóng đánh nhờ. Kìa đây, có thể đang mạnh nè.
cho chị tí. Thôi, về thôi. Thiên thúng. Ê Thư ơi, sao đây cho Hà Thảo xem. Thôi nhà mình ơi, lên đây. Lên rồi. Còn thiếu ai nhỉ? Lên để đi ra Quy Nhơn Bình Định đây. Anh Thế chụp chưa? À, chú Tuấn chụp kiểu nào thế nhỉ? Vừa chụp chú Tuấn là sao ấy? Ôi, Sếp Loan đứng ở đấy là đẹp ấy. Đây là ngóng đợi. Ngóng đợi. Chờ. Sóng đánh tụt quần thật đấy. Mạnh lên. Quên hết rồi. Thôi chạy. Chạy ơi. 3 mét. Thế Thư ơi. Ướt à? Tắm luôn. Bây giờ ướt hết rồi. Đang quay. Đang. Thôi ngồi ở đây thôi. Ướt hết rồi. Chụp rồi. Ướt hết rồi. Thao ơi, ở đây sóng đánh nó thật chứ, quần rách quần chứ phải tụt quần đấy rồi. Đánh cao đến 3-4 mét được mà. Ui dồi ôi, ướt hết quần rồi. Ướt hết quần rồi. Đang ở Phú Yên em ạ, Tuy Hòa Phú Yên. Bọn anh kính nhớ đi ra Quy Nhơn Bình Định. Ở đấy 2 ngày nữa. Ui, đẹp chưa. Đi ở đây toàn là thiên cá rồi. Thiên cá này còn 3 sao, còn 5 sao. Thư ơi, chụp kiểu ảnh này. Chị em mình chụp đi. Ôi xuống này nó đánh ướt phát nữa này. Em trả xuống nào nó đánh phát chạy mất dép rồi. Cứ quay Thư rồi đó. Người đẹp trực tiếp đấy. Vãi mồ hôi rồi. Có cái con sóng nó đánh ghê thật đấy. Ui giời ơi. Chả đến 4 mét rồi gì nữa. Người đẹp ơi. Người đẹp.
Người đẹp đâu ấy? Người đẹp đâu ấy? Chụp ảnh anh không? Chụp ảnh anh không? Đi tận không đúng thời điểm thế nào? Đúng người sai thời điểm à? Thời điểm đi. Thời điểm ra. Sa. Trời ơi, 7 mét chưa? Mạnh này, mạnh. Mô. Mình đang ở Tuy Hòa, Phú Yên. Bây giờ chuẩn bị đưa rút đoàn đi ra Quy Nhơn, Bình Định. Ở đấy 2 đêm. Đây là đăng điểm gành đá đĩa nổi tiếng của Phú Yên. Ôi, sóng đánh rách quần tắm là được. Người đẹp ấy. Em chỉ săn những người đẹp em mới đưa vào đây đấy, chị đứa tưởng. Đấy, yeah, người đẹp đưa vào bộ lụa đấy. Ôi, này, phê nói. Ôi, kìa, không, áo trắng kìa. Này, ui, sau. Này, đoàn này xinh. TV nhờ. Quay phát, về làm album. Phải mồ hôi. Ở đâu đoàn đâu nhỉ? Sao đi lên đâu nhỉ? Thế thôi. Đi đi cả nhà ơi. Nóng lắm. Chẳng muốn ngồi được. Nó oi quá. Ui, nóng quá. Giận ngã em. Ui. Đây là gành đá đĩa nổi tiếng của Phú Yên. Không, ở đây nó có cái bọc này. Con này xuống đây là con chuột. Con đứng ở trên này con chuột cho. Ở đây này nó có cái bọc. Đây là cái chuột này.
thằng sàn này phân. Đi lên đi. Bây giờ xem còn ai gọi lên 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 thôi. Xem còn ai nhỉ? Ở đây còn ai không nhỉ? Thôi thì lên lên cả nhà ơi, mình lên đây. Đến giờ rồi. Này này. Úi giời. Bảo rồi, không nghe. Lên này. Cứ thích tắm cơ. Lên 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 lên. Cao lên, có vẻ đứng cao lên, con chụp phía trên. Đây rồi, tạm biệt gành đá đen. Để đi về với đi về Quy Nhơn thôi. À, mình hai đứng lên về Quy Nhơn này. Ra Quy Nhơn đây. Ai bảo. Sướng. Sướng nè. Được ảnh thì ướt người. Bị điện thoại không? Hả? Đi. Vứt ra rửa qua nước đi. Ướt à? Ôi giời ướt thì. Sướng quá nên nàng. Đây, điện thoại nàng ngập nước rồi này. Ôi, sướng nhờ. Không sao đâu. Máy chống nước mà. Ôi trời ơi, đi trong như này coi như là kỷ niệm cho cái. Nói thật ra ở đây là sóng mà nó đánh thì nó rách quần chứ không phải tụt quần. Các mình đứng tít trên bờ nhà thứ nhẻ, nó kêu nhẻ quả đến sao nó mạnh thế, nó ồm chứ. Lên 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 lên. Khiếp, tôi vẩy vừa nó bắn hết người anh. Khiếp. Lên xe cho free là thay quần áo, không mất tiền. Để sao nó ấy, cho nó ấm. Muối mặn. Ôi, em mà nước dính muối ở dính người không chịu được. Cứ phải tắm. Nó chỉ khu khu đấy thôi hay là ra kia nữa. Còn tít ở kia mà. Còn tít tít ở kia mà. Con nàng đi bắn tứ tung rồi đi trước đi. Lên kia vào chỗ nó có chỗ tắm đấy, vào tắm đi. Hôm nay toàn ăn đồ hấp nha. Thông báo. Gẹ hấp, tôm hấp, mực hấp. Ôi giời, xem nào. Ôi giời, ướt từ chân ướt lên. Ôi giời ơi. Ôi giời, khuyết đã phải hết rồi anh rồi. Ui giời. May mà đội cái mũ đấy không thì ướt. Chiều đi ra Quy Nhơn tắm ở đấy, bãi biển nó đẹp lắm. Nguyên này là cô. Thực ra lúc ra đấy thì không có người chụp ảnh nữa đây. Chiều nay tắm thoải mái nhá. Hôm nay tắm đấy. Tuy nhiên sóng nó không mạnh như ở Phú Yên. Ủa, à đi đi chỗ kia ấy đi, chỗ đá chụp kiểu đi. Em chào bác Phạm Trung. Em đi cùng ban chấp hành liên đoàn lao động huyện đi thực tế anh ạ. Thực tế 4 ngày Phú Yên, Quy Nhơn. Ôi giời. Tắm đây, tắm ở đây. Cứ thích chụp mới dạy. Gành đá đi anh Trung nhá. Ôi giời. Tắm nó đánh chút đầu. Quá. Hoa vàng cỏ xanh nhá. Em là trực tiếp. Lý ơi, sao chụp hộ anh ngay thả với nào? Mình đang quay trực tiếp để làm video. Ủa. Bước đúng cái chỗ thôi, đừng bước hơn tại vì đừng
đừng có đạp dây nữa. Sao mà kia mà thay rồi? Đây gọi là ướt như chuột lột. Hai nàng thích lắm. Sướng này, sướng. Mua cái gì ra ra kia mua. Bây giờ trên xe không chưa được. À xem có cái đồ gì logo xếp hình nhỉ? Có không em? Logo đâu? Không có cái loại to à? Mua cho con cò cái. Cái loại to thì 25, loại... loại không phải Lego mà loại robot. Xếp robot đấy á. Ở tí điện hỏi xem thích loại gì. Hả? Cái gì em nói chị nghe không rõ rồi em nói. Em nói chấm chỉ ở miền Bắc đó, chị không hiểu à. Xì nó là biếu biếu. Biếu thân. Con này như thế hả? À, ok, trực tiếp 24/24. Ôi, mua gì vội. Đấy, rồi. Đi đây, đi đây. Ồ, đi ra hẳn ngoài kia chụp ảnh đi. Không, không, ở trong này này. À, đây hả? Quay, quay, quay. À đây, đi vào kia. Ôi giời, bây giờ ai mua đồ bây giờ nhỉ? Ra Quy Nhơn Bình Định mua. Mai ngày kia về bay nó rồi mình mua luôn, thể mua gì bây giờ ấy. Bây giờ là chơi đấy. Bây giờ đi chơi hả? Hồn xưa à? Không biết. Toàn cái gì mà chạy mình bay. Anh đang trực tiếp nàng ơi. Anh sản à, anh chụp cho em. Chụp cho em một. Đi ơi. Ui giời, đẹp. Phê hồn. Cái kính hơi bị ấy quá. Kính hơi nghiêng. Nó bị thấp quá. Thì lấy được một trong này cả. Hồn xưa. Đi vào đây em ơi, vào đây chụp ảnh đẹp lắm đây. Đi vào đây. Mọi người tập hợp vào một chỗ để bảo một người, mọi người tập trung một chỗ để chụp ảnh tập thể đây. Hồn xưa. Bây giờ em đi vào trong này xem có những cái gì ẩm thực gì đây. Đây. Người ta đang quay. Gái đẹp chỉ thích gọi mình vào chụp ảnh này. Em ơi, đèn. Mọi người đi ra chưa? Đây, gái đẹp chụp, họ chụp ảnh đây. Để cho người ta chụp đi. Gái đẹp luôn. Đây, vào đây chụp ảnh này. Nào, chụp với chị kiểu nào? Thúy chụp với chị chụp. Em còn ướt đi con chuột, từ từ đã, đợi em tí. Thế ướt thì chụp làm cái gì? Kệ. Nào. Đây, đứng ở đây, đứng. Ơi, còn mấy mũ nào? À, nhanh để em đánh bản nhạc đây cái nào. Đấy, diễn tím đánh cho mọi nghe. Nào, được chưa? 2, 3. Rồi. 10 kiểu rồi. Đấy, em chụp ảnh. Anh học em kiểu. Mình để đi ngó nghiêng thôi chứ. Đấy. Lại chụp chị kiểu. Lại trực tiếp. Hả? Trực tiếp. Rồi. Chị chị Loan này, đây này, vào đứng hẳn đây này. Vào đứng chỗ Thúy chụp ảnh kìa. Để em đánh cho. Lên đây cái tảo dán đứng chờ đấy. Con này thấy. Rồi. Cái gì?
À, thế người đẹp không bị sóng đánh ướt quần à? Cẩn thận em này ơi, lại rơi giếng. Giếng đấy. À rơi đây vẫn vớt được. Ôi. Thôi đây. Để em chụp lại, từ dưới chụp lên. Anh cứ nhầm lẫn thế nào đấy. Được chưa? Tuấn chú chụp đâu, Tuấn ra trực tiếp. Chụp tiếp. Ờ mang bộ này xay về, xay bộ tốt này. Đúng là đồ đá thật. Tâm hồn của đá. Ở này sao họ làm những cái đá ấy mà nhiều thế nhỉ? Em ơi chơi. Họ đi ra đi. Quản lý mấy cái bàn này vất thật ý. Là em ướt cái áo này. Thật sự là đã ướt áo rồi. Bà này còn thì mồ hôi còn hơn là đi suối. Bà Thúy này nhìn ảnh rồi. Ra đây. Một cái quay guồng này thì nó vẫn là một kiểu. Thế em phải ngồi lên. Chụp đẹp hơn. Có gì? Cưỡi ngựa đi. Cú đá ngựa không đơn giản đấy. Đá hậu ấy. Giờ mà leo leo nó đá rồi gai chết. Đá đâu. Không không được. Người đây người ta bốt nó ra mồ hôi đấy.
không đấy. Có xem mình đi đâu rồi. Xe mình đây rồi, đã tìm thấy xe. Mệt như đòn. Cái đá này đẹp nhỉ, cái đá này màu tím tím như ở Khoai Lang tím.